Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ông đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này và có bài viết đăng trong tạp chí Nghiên cứu Văn học và tạp chí Ngôn ngữ. Ông đã khẳng định, tiếng Việt của chúng ta rất giàu, tiếng ta giàu bởi đời sống muôn màu, đời sống tư tưởng và tình cảm dồi dào của dân tộc ta, bởi kinh nghiệm đấu tranh lâu đời và phong phú, kinh nghiệm đấu tranh giai cấp, đấu tranh xã hội, đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh với ngoại xâm, bởi kinh nghiệm sống của 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. Đối với ông, tiếng ta đẹp bởi tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại. Chính những điều đó đã làm nên giá trị, bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt.